rồi. Tại tới đây lo con giùm cho chị kiếm tiền mà. Thích thì tự đẻ đi mà lo. Đi lo con ta chi vậy? Giả tạo thì ớn. Nè, cô ăn trúng cái gì mà ăn nói hàm hồ vậy hả? Điện, đi về. Không nghe thấy tôi nói hả? Nhưng anh hai, em nói năng với chị kiểu đó hả? Ai vậy em? Em có nói gì đâu. Anh hai về nào vậy? Anh về từ lúc em kêu. Thích thì tự đẻ đi mà lo đó. Nhưng anh nói bao nhiêu lần rồi, em không hiểu hay là cố tình làm như vậy hả? Dạ sao anh hai? Bộ em còn nhỏ tuổi lắm hả? Em đi hơn thua với người khác như vậy, bộ hay lắm hay sao? Em nhìn lại mình đi, bạn bè của em lập gia đình đàng hoàng hết rồi đó. Anh coi em hơn thua với ai rồi nói chứ. Cái con nhỏ, quên, cái chị Điển đó, ăn nói làm em bực. Anh ở đó mà đi bên người ta. Với lại tại bà Hiền, tại chị hai chứ bộ. Ra đó chơi cả ngày làm chi? Em không có bạn bè, cho nên em không cần ai là đúng rồi. Còn người khác người ta có bạn, cho nên phải qua lại hỏi thăm nhau chứ. Không được sao? Ủa Đông, con mới về hả? Gì mà làm như con đang gây với em vậy hả? Má, anh hai ăn hiếp con. Anh em gì mà mới gặp nhau đã có chuyện rồi hả? Má, má nuông chiều nó quá. Bây giờ nó không còn biết trên dưới là gì nữa rồi. Con đang dạy nó cách cư xử và điều cơ bản đối với mọi người thôi. Nè, con làm gì anh hai con để nó giận dữ vậy? Nói má nghe coi. Con có làm gì ảnh đâu. Lâu quá con không thấy chị Hiền đi chợ về. Con qua nhà Điên Điển coi thử. Thấy chị ở bển á, con chỉ kêu về nhà mà hơi lớn tiếng một chút thôi. Hết rồi hả? Dạ. Đông à, em nó có làm gì sai đâu mà con la nó. Má biết gì mà má nói. Nó chưa có kể hết đâu. Nó ăn nói hỗn hào đó. Nó nhỏ tuổi hơn người ta. Lầm em mà đang nói như vậy đó. Em chỉ nói á, chị hai muốn chơi với con nít á thì sanh một đứa mà nuôi. Không lẽ nói vậy là trật sao? Em thấy nói vậy có sai gì đâu. Sự thật nhiều khi dễ mất lòng mà. Cô im đi, đây là việc nhà của tôi, ai mượn cô? Em chỉ thấy tội cho cô Như thôi. Nói thiệt mà cũng bị la nữa. Hay ghê. Đông à, lần này con trật rồi. Mai mốt con suy xét lại rồi hãy nói. Đừng có la quan cho em con chứ. Nhưng mà thái độ, cách nói năng của nó quá trịch thượng. Nó, chứ không phải má đâu mà được quyền ăn nói như vậy. Hỡi có chút chuyện là kiếm chuyện với người ta. Ủa, ra đường nó phải có cái thế của nó chứ. Chỉ có con á, thích kiếm chuyện thôi. Nhưng mà má không muốn đòi coi với con nữa. Dù gì thì nó cũng là em của mình mà anh. Anh coi lại đi. Mà anh coi giùm luôn Út Hiền nữa. Hài lòng rồi ha. Hình như cô có sở thích chia rẽ anh em tụi nó thì phải. Nghỉ đi, để con làm chút xíu nữa là xong rồi.
Gần đây con sao rồi? Nhà bên đó có ai khó dễ con, bắt nạt con nữa không? Má làm như con gái má dễ bị ăn hiếp lắm vậy. Con làm dâu mấy năm rồi, phải có chút kinh nghiệm chứ má. Thiệt, giờ má thấy sai lầm nhất chính là để con làm dâu nhà đó. Má nói gì kỳ vậy? Má không cho con lấy anh Đông, con bỏ nhà theo ảnh thì sao? Thà vậy còn hơn, má còn trách con được. Chứ như bây giờ, má chỉ biết tự trách mình thôi. Má vẫn lo nghĩ chuyện của mấy năm trước sao? Không có gì đâu má. Từ sau chuyện đó, má với em chồng con cư xử khác rồi. Thiệt vậy sao? Dạ. Thì con nói má tin vậy thôi. Mà Hiền nè. Dạ. Vợ chồng con sao lâu quá chưa thấy em bé vậy? Dạ, tụi con đang tính. Tính gì nữa mà tính? Tụi con lấy nhau cũng mấy năm rồi còn gì. Dạ, con biết rồi má. Thôi con qua làm tiếp nha. Ủa má, sao má ngồi đây? Má phải giữ sức khỏe chứ. Chà, con lo cho má hay lo cho vợ con đây? Má đi guốc trong bụng con rồi đó. Dạ. Đông nè. Dạ. Má cũng có nói với con Hiền rồi đó. Tụi con coi làm sao chứ. Chắc nhà ở bển cũng đang mong có cháu nội để ấm bồng rồi, phải không? Dạ. Tại vì mấy năm nay con đi hoài cho nên. Má biết mà. Có đứa con Hiền ở nhà một mình cũng không thấy buồn. Mà thôi, má chỉ nói vậy thôi. Dạ má đừng có lo. Mai mốt con sanh một lúc mấy đứa rồi gửi hết cho bà ngoại. Lúc đó má tha hồ mà bận rộn luôn. Chờ, má chỉ chờ có vậy thôi mà. Dạ. Dạ chú Chính. Cá không có bệnh gì hết, nhìn đã quá ha chú. Chắc tại trời thương, kỳ này mà thắng lớn á, tôi lên lương hết cho mấy chú nghe. Dạ. Vậy là mùa này tôi có ấm bụng rồi. Nè, lo mà làm tiếp đi, không thôi tôi trừ bớt lương bây giờ đó nghe. Chú Chính sướng ha, có dâu ngoan hiền nhất cái xứ này á. Nhìn vợ chồng cậu Đông kìa, giống như mới cưới vậy trời. Thấy tụi nó vậy cũng mừng hả. Anh chị giờ có thêm thằng cu. Chú Chính là người khoái nhất à ngang, phải không chú? Cái đó là chắc rồi. Biết đâu mai mốt á, cháu chú Chính theo nghề ông nội, làm bè cá này lớn hơn chừng. Em thích hai đứa mình á, cứ bên nhau như vậy suốt. Chứ mỗi lần anh xách túi đi á, em trở vô nhà thấy trống trải lắm. Giống như là cái hồn của em nó đi theo anh luôn vậy đó.
Em nói gì mà nghe thấy ớn. Nhưng mà em biết không, mỗi lần mà nghe em nói như vậy anh thắt ruột lắm em biết không. Là vợ chồng bao nhiêu năm rồi, vậy mà cứ mỗi lần thấy em xếp quần áo chuẩn bị cho anh, y như rằng là anh không có muốn đi nữa. Em có nhớ lần đầu tiên anh với em gặp nhau không? Trời ơi, lúc đó hả? Anh sợ đứng tim luôn á. Anh sợ em hả? Em nhớ không lầm là bữa đó mình làm anh hùng cứu mỹ nhân á. Nói xa rồi. Phải là mỹ nhân cứu anh hùng mới đúng. Anh hùng gì mà thấy rắn là đứng tim, mặt mày xanh lè xanh lét. Ê. Ê, không dám đâu. Tại vì hôm bữa đó anh bị bất ngờ thôi. Chứ bình thường hả, anh sợ cái gì? Chứ cỡ con rắn đó hả, nhầm nhò gì với anh. Mồi cũng bén lắm chứ bộ. Nói cho hay dữ đi. Mà em thấy đúng ra hả, em với anh á phải cảm ơn con rắn đó đó. Nói nghe nè. Nóng quá. Ông ngoại có nước gì mát lấy cho anh uống cái coi. À quên, anh uống nước dừa nha. Em để lạnh rồi. Chứ gì nữa, ảnh đi thì thôi, về tới nhà là trước sau gì con cũng bị la hết trơn á. Dễ biết tại ai quá mà. Anh hai á, riết là đâu có coi con là em gái nữa đâu. Đúng đó má, con cũng thấy anh Đông kỳ quá. Con Như nó có làm gì sai đâu mà cứ gặp là la nó tối ngày hả? Thôi kệ nó đi, thiệt tới giờ không biết nó sáng mắt chưa nữa. Lựa vợ kiểu gì mà không biết sanh đẻ, 3-4 năm rồi chứ ít sao. Con cái là của trời cho, không có đức cho nên mới bị điếc vậy á má. Bây giờ má có nóng ruột thì cũng vô ích thôi. À, câu này hay nè. Người thất đức mới bị điếc. Má nghĩ coi, cưới nhau mấy năm trời không thấy đẻ con gì hết á, không phải là to dòng giống nhà mình rồi hay sao? Hai đứa nói vậy là má lo quá chừng. Không lẽ cái xui nó lựa cái nhà này nó chui vô sao? Má nè, nếu như mà cuối năm nay á, nếu như không thấy bà Hiền có bầu á, má lấy cái cớ đó đi cưới vợ khác cho anh hai đi. Em nói vậy mà không sợ người ta trách mình hả Như? Cưới vợ khác chi cho phiền phức vậy má? Kêu người đẻ mướn là được rồi. Kêu người đẻ mướn? Trời ơi, chị á nha cũng ít ác ghê á, còn hơn em nữa. Bậy à. Tóm lại để tụi nó cứ thử, để má chờ thêm 1 năm nữa coi sao. Cưới vợ khác cũng được, đẻ mướn cũng được, má còn có thể làm mạnh hơn vậy nữa kìa. Má còn đâu rồi Khoa? Hả? Má còn đâu rồi? Ủa? Sao con khóc? Trời. Điển ơi. Ủa? Út Hiền. Vô vô con, vô nhà chơi. Vô. Rồi. Con lại đây. Lại đây xuống, ngồi lên nha. Có chừng té nha. Rồi. Đây đây. Lần trước chị đi ngang, hôm nay mới vô đây ngoan. Thấy tiệm khang trang và nhiều hàng hơn lúc trước, đúng không Điên Điển? Ông xã em mới nới ra thêm một chút để chứa nhiều hàng đó anh, bởi vậy mới có chỗ để. Coi bộ việc buôn bán của hai người cũng khấm khá quá ha. Nhờ trời tụi em cũng tạm đủ ăn.
Khoa, để má nói chuyện chút coi. Thằng nhỏ tái má suốt ngày à. Thằng nhỏ thấy ghét thiệt á. Công nhận thằng nhỏ ngoan ghê đó ha. Lớn nhanh ghê. Người ngoài nhìn vô thấy nhanh, chứ có nuôi con mới biết, lâu lớn thấy mồ luôn á. À, anh Đông uống nước đi. Này dì biểu coi. Ây dạ. Chưa gặp ông nổi nha. Trời nặng quá. Cái thằng thiệt tình á, một hai đòi bà cố tắm cho mới chịu. Trời. Anh, hôm nay vợ chồng Út Hiền á có ghé tiệm chơi. Ghé chơi hay có chuyện gì không em? Thì ghé chơi không à. Thấy vợ chồng nó cứ vậy hoài, thèm con á, mà không biết chừng nào mới có nữa. Mấy năm rồi, phải chi có đứa con á, thì vui biết mấy. Anh Đông đi vắng hoài, Út Hiền ở nhà cũng sẽ đỡ khổ hơn với má con chàng Tinh đó. Mỗi người đều có phần xấu hết rồi, có muốn lo cũng không lo được em à. Nếu mai mốt á Út Hiền sanh con gái á, thì quá hay, tụi mình làm xui luôn ha. Trời. Em nói chuyện gì đâu không hả? À mà nè, em tính thử coi tiệm mình bao lớn như vậy á, thì đủ chưa? Có cần làm thêm cái chỗ chứa hàng ở phía sau nữa không? Mình vẫn còn dư tôn với cây kìa. Thôi vậy đủ rồi anh, làm chi cho dữ. Rồi tụi mình cứ cơi nới mua thêm hàng hoài, bán biết chừng nào cho hết. Em còn phải dành thời gian lo cho con nữa. Từ hồi anh mở riêng cái nhà máy xay lúa tới giờ cũng bù đầu vô nó, không có giúp em được chuyện gì trong nhà hết. Để mình em cực khổ nhiều rồi. Sao khi không anh khách sáo với em quá vậy? Anh với em cố gắng làm là cho con thôi, có đâu mà chia ra chuyện của anh, chuyện của em nữa. À mà bên nhà máy sao rồi anh? Ừ, bắt đầu ổn hơn rồi. Mấy anh nhân công cũng chịu làm việc lắm. À chú Mười Thóc á cũng chia cho vài mối để làm. Mình mới mà, rồi từ từ khách cũng đông thôi. Chú Mười á có ơn với tụi mình quá. Để bữa nào á rảnh rỗi em làm ít bánh đem qua biếu chú. Ừ. Mình á, mình ráng cư xử tốt với người thì người cũng đối xử tốt với mình mà. Trời ơi, chồng tôi hôm nay á bày đặt nói văn vẻ nữa kìa. Thôi anh nghỉ đi, để em vô dọn cơm, không thôi cục cưng của anh đói gây cho coi. Điếm, nói nghe nè. Bỏ ra, cái ông này kỳ quá, thiệt tình.